Tôi là Tống Thị Liên ở sông Nhân Đạo, sông Lô, Vĩnh Phúc. Tôi có bệnh, trong quá trình có bệnh thì tôi thấy nó không muốn ăn cơm, mệt mỏi, không muốn làm. Thế tôi mới về đây, tôi nhờ các bác sĩ ở Lạc Việt này khám bệnh, thì nó ra bệnh thì nhờ các bác sĩ đã cứu chữa. Giờ này là tôi đã coi là khỏi bệnh. Thế tôi rất cảm ơn các bác sĩ ở đây là cứu chữa được cho chúng tôi khỏi bệnh, mà tôi cảm ơn các bác sĩ ở Việt Lạc này trông nom chúng tôi tận tình. Thế tôi cũng khuyên các bác, các ông bà là nên đi khám định kỳ để biết bệnh, để các bác sĩ chữa khỏi bệnh. Thế tôi xin chân thành cảm ơn. Lúc mà cô mệt, tôi mệt thì tôi mới đi khám. Thế thì nó mới ra bệnh. Chính là tôi cũng thờ ơ việc đấy. Bây giờ tôi mới bảo khuyên các ông các bà là cố gắng đi khám định kỳ, biết bệnh các bác sĩ chữa thì nó đỡ vất vả. Bác cảm nhận là cái bệnh viện Lạc Việt này là quá tốt, tận tình, chu đáo, trông nom chúng tôi rất cẩn thận. Nên chúng tôi chỉ biết chân thành cảm ơn các bác sĩ ở đây. Theo tôi thì rất quan trọng ạ. Nhà tôi là lần đầu tiên đến đây khám, sau khi được tư vấn của bác sĩ là cũng vào khám luôn cả cái chụp chiếu chụp, phát hiện ra chứ nếu để ở nhà loanh quanh là cứ uống thuốc mới mà cứ chữa theo cái lối mà cứ thấy vàng mắt mà cứ tưởng gan chứ không phải. Và đây các cái trang thiết bị hiện đại, thì sau khi như vậy là chiếu chụp vào cái phần CT các lớp xong thì bác sĩ kết luận, thế thì gia đình chúng tôi chấp hành ngay và phải làm, quả thật là nếu không làm kịp là cũng ảnh hưởng sức khỏe. Vâng ạ. Tôi rất là mừng, rất là cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện Lạc Việt rất quan tâm và trách nhiệm. Đối với gia đình đến đây trông thì chỉ có biết trông thôi, thế còn các bác sĩ là sáng sớm tối chiều rồi là kể cả là nửa đêm gà gáy là gọi lúc nào là các bác là hỗ trợ lúc đấy, nên là ở đây tôi thấy yên tâm. Vâng ạ. Vâng.